là anh Đông. Tại giờ nó khó rồi. À, dưới đây nè. Rồi. Mấy nhỏ nhỏ này nè. Mập chưa? Nhỏ tí luôn hả? Đúng không? Đó, chừa hai lại nè, đúng không? Cái đó đâu phải bông nè. Gì? Để đâu phải. Chừa đi. Vậy đó hả? Chừa đi. Bây giờ có nghĩa là tiễn nhỏ chừa bự. Ừ. Tiễn nhỏ chừa bự vậy. Cái này nó nở ra là bông mà ừ bông mờ đúng rồi. Tiễn nhỏ lại đây nè, như chẳng hạn này nè, đúng không? Thành đây nè. Rồi thầy, tiễn chừa 1. 3 chừa 2 phải không? Ừ. Mà giờ nó cũng đang ra đâu nè. Ừ. Có ra mà, ra mà nó nhúng nhú hoài. Không gần đi. Nè, này bông nè. Ừ đó, tôi nhìn tôi biết. Cái này cũng bông nè. Rồi giờ này vướng bỏ này phải không? Bỏ đi. Như nó này sao đợi nó. Đỡ, này đỡ lên. Đỡ lên. Tiễn số lượng ít thôi. À. Đúng không? Ừ. Nè bỏ nè. Đó. Nếu nhiều quá mình tự mình tiễn chừa lấy hai thôi phải không? Ừ. Nếu nguyên cục, ví dụ cái này. Này mình nửa bông thôi chứ đâu có gì. Cái này mình bỏ nè. Bỏ bỏ bớt bớt đi. Ừ. Cái này bông nhiều. Nè. Chừa hai em ba. Ba đi. Đó. Bông thì chừa xương xương lại thôi, đừng có nhiều quá, nhiều quá nó ấy. Đọt đi vừa anh cho giường của anh bị đọt đi rồi, mớ à, đọt đi mớ nha, đọt đi mớ, bây giờ ra có phướng đó, có phướng. Vì chẳng hạn này thì chắc lội rồi nè, thấy không? Cái đó thì phướng đi cũng không sao hả chị? À. Nếu mà bự như vậy là tường đi có sao không? Như hai bông này là ok nè, đúng không? Như cái bông này ok nè. Đó. Này là ok nè. Này là được rồi nè. Và có mấy này là phướng rồi nè. Thấy không? Cái đầu nhọn quắc nè. Này là phướng bỏ nè. Mấy nào mà... Nè, cái này bông nè. Ừ biết rồi, nó biết. À. Như cái này bỏ luôn nè. Ừ. Cái này thì cày đợi. Nghĩa là vẫn phải có bông và có phướng. À. Hay này nè. Đúng không? Này chừa lại nè. Này bông nè. Đó. Như này hơi nhiều rồi nè, thấy không? Ừ. Tiện đi nhiều. Để nó rút cái dinh dưỡng của mình đó, đúng không? Nè chừa lại nè. Bỏ nè, bỏ nè. Đó. Mình tỉ tỉ xương rồi bỏ nè. Chặn cái nữa. Chặn cái nữa đi cho. À. Đâu rồi. Bây giờ còn mà không xịt, không dám chặn nhiều sợ nó xuống bông, bây giờ còn bộ nữa. Không, xịt đi. Cái này phải xịt thêm một cái nữa mới được. Cho cái bông này nó mập lên mới được nè. Ừ. Em thấy cái lượng bông nó ra cũng tương đối được đó, nhưng mà mình phải cố gắng được, mình phải chặn thêm một cử nữa. Rồi bắt đầu á là chứ còn mưa anh chặn hơi trễ cũng dở. Trễ rồi, dàn lá của anh là trễ rồi nè. Nó bữa nay ra nè, thấy không? Bông thì nó ra cũng tạm được đó, ok đó. Ừ. Nghiện cây yêu cầu cho em ba bông thôi, ba bốn bông thôi nè. Ừ nè, không ừ. Cây đó thì nhiều đó không. Ừ, nguyên chùm nè. Cái một hả? Chặn xương hay là chặn nặng cái? Chặn nặng đi. Chặn nặng về gửi cho anh bộ nữa. Nặng đi. Nặng chặn 600. Nặng giùm em đi, không có xương gì chứ. Nặng cho nó một cử đi, đừng cho nó cho nó già cái đọt lại một cái mới được, không có cho nó xì nữa. Anh cho xì hoài là bắt cái bông này nguy hiểm nè. Nè. Như chẳng hạn nè. Bông nè, đúng không? Ừ. Mà bây giờ thằng này mà nếu mà trường hợp mà xì đọt lần này nguy hiểm nè. Muốn đi phướng đó.
mấy thằng này ra bị đã. Mập thù lù không? Mấy thằng này mấy thằng này cũng được nè, ok nè. Đó. Được, ngon lành. Cái này bây giờ là chị cái này chắc khoảng chiều nay hoặc ngày mai gãy phân đi. Gãy đi, nung vô đi. Đặng cho nó mập cái bông lên. Về gửi cho anh một bộ liền nha. Ừ. Một đằng anh cộng vô bộ kia 600 lít nước đằng này chặn nặng. Màu lá. Giai đoạn này nè là cái giai đoạn để tập trung cái dinh dưỡng vào nuôi cái lượng bông. Nếu mà trường hợp để đi rọt là bông nó sẽ ốm yếu. Ừ, bông mà phải gì nè. À, thấy không? Đó. Đúng rồi. Bông phải mập gì nè. Những nhánh này nè, như cái bông này cũng được nè, bông này ok luôn nè. Những nhánh này để được hai trái không? Được. Hai trái luôn hả? Được. Dạ. Ừ. Được rồi. Thì nó cũng khoảng tầm khoảng 2-3 bông, bông cho em là được rồi. Gì? Ở mập thô lú. Cái đó cũng bông đó nhưng mà nó không không. Chưa. Bây giờ phải là chưa là chắc mót chứ không phải như hồi. Đúng rồi. Vụ rồi ha. Đúng rồi. Đâu dám tiễn cái hôm qua. Cái vụ vừa rồi của mình là nó quá dư thừa. Ừ, đúng rồi. Còn cái vụ này là cái vụ mà gọi là nó sẽ thiếu đi cái nguồn bông, nguồn trái cho mình. Thành ra là phải mình phải chừa lại. Như chẳng hạn bông nè, đúng không? Bông nè, mình phải cố gắng chừa những cái bông này luôn. Nè. Rồi như đây đúng không? Thủ đó. Chừa luôn. Mình thủ mà. Ừ, đúng rồi. Tại vì cây này tính ra nè, đây bông nè, đây bông nữa nè. Đó. Rồi thêm ở đây nữa nè. Nhiều lắm nhưng mà mình phải thủ mới được. Tại vì cái mùa này nó không phải như cái mùa trước đâu. Cái mùa trước á, là mình không có thủ. Đây cái lượng bông nó ra nhiều lắm. Nè. Còn mấy thằng này nè anh Đông. Mấy thằng này anh nuôi lên đúng không? Vẫn mập vẫn bự bình thường. Y gan như thằng này vậy nè. Vậy đó hả? Đây nè. Ờ nó đúng rồi. Đây nè. Đúng rồi đó. Đúng không? Đó luôn. Y gan luôn nè. Nếu mà trường hợp anh nuôi dinh dưỡng đầy đủ, chặn đọt dinh dưỡng phải không? Thằng này vẫn bự bình thường nè. Y gan cái bông này nè. Không sen niết nè. Y gan luôn đó, đúng rồi đó. Đó. Vẫn lớn, vẫn bự bình thường. Rồi vậy là mà giờ lại chặn cái nữa rồi đi phân là hiệu quả chứ sao? Ừ. Này chặn lên, nuôi lên cho búp bông nó bự lên. Ăn thua là do mình nữa, búp bông mình là mình phải nuôi nữa. Này dễ 100 gram nữa đó. Ừ. Hai cái này cũng êm rồi nè. Cái này thì quá ok nè. Đúng không? Nè, bông này bị đá nè. Bông này hay ngon nè. Ừ. Gì che mà được rồi. Thì đẩy luôn. Đẩy luôn. Mà vụ vừa rồi mình sát gốc cũng có bị gì đâu đúng không? Không. Sao chứ? Đây nè. Bông đạt chất lượng, bông đẹp là những cái bông như thế này. Ừ. Những bông này sau này trái bự nè. Nè, này nè. Đó. Ăn thua do mình đi dinh dưỡng không thôi. Còn nếu mà trường hợp đi dinh dưỡng yếu đúng không? Thì bông này nó sẽ nhỏ xíu luôn. Còn anh đi dinh dưỡng vô cái bông này gan cái bông nãy vậy đó. Bông này căng lắm. Héo gì lắm mới được. Ừ. Cái này bông ngon anh ơi. Được. Bông nó bắn ra nhóc hết trơn. Mừng lắm. Mấy bà của thị ca mới nói đông lắm mà ăn ở có đất thì trời độ gì đâu. Chúng ta thấy có gì đâu mà. Mấy bà đi mấy bà là bông nhiều quá nè. Được rồi. Vừa rồi là mình cũng tứ sô kéo bông. Rồi xịt. Bữa nay 10 ngày, 11 ngày. Ừ, rồi xịt chặn đọt. Xịt chặn đọt mấy cử ta? Hai cử rồi đó. Bây giờ muốn điên cử nữa nặng đô cho nó đen luôn mới được. Không, phải điên cử nó mới được. 3 cử chặn đọt ít gì từ 3 cử cây của mình á. Mấy ngày sau nè. Để đại đi. Để đại đi. Sớm gì. Kè cái trái ngoài kè bao luôn kìa. Lấy cái bao ra. Lấy cái bao ra đi. Chuẩn bị bao trái luôn chứ. Nó làm ông xịt chữa. Dẹp cái cây vô tôi nha. Ừ. Xịt cho nó ướt cái cây luôn. Nó ra bông mới tịch chứ.
mùa này á nó sẽ xảy ra một cái trường hợp nha, bên vùng bên đây nó sẽ không có nha, mà ngược lại cái vùng bên Hậu Giang của em nó sẽ xảy ra nha. Anh biết gì không? Con ốc nó lên ăn nó bông. Con ốc á, ốc gì vậy? Con ốc mà dạng con ốc ma, một là ốc ma, hai là con ốc nhỏ này nè. Nhưng mà nhiều không? Nhiều. Nhiều thì tôi chỉ ông. Ông mua thuốc ông gắt thì anh bảnh gắt không á? Thuốc giải lúa á. Ừ. Chết mẹ chứ. Thì anh bảnh là hầu như là mua thuốc gãy ốc á, gãy. Rồi bây giờ là phải đi tiễn những cái này bỏ phải không? Cái này nhỏ bỏ đi. Này bỏ nè. Nhỏ mà nhọn là bỏ. Nhọn bỏ ngang. Nhưng mà vừa tiễn vừa nhìn có cái số lượng bông. Ừ, như chẳng hạn cây này hiện tại giờ nè, một bông nè. Ừ, mình phải tính. Hai bông nè, đúng không? Ừ. Hai bông. Ba bông nè. Bốn bông nè. Ngồi dư quá. Dư. Cây này dư. Bốn năm bông ở trên đó nữa. Thì phải tiễn chứ. Không tiễn sao chịu nổi. Tiễn xương nó chứ. Ừ. Phải tiễn. Bây giờ tôi đợi hôm qua đó, hôm nay nó căng quá. Chứ mỗi năm mà tôi gỡ hết trơn rồi. Tiễn xương đó chứ đâu dám để nhiều quá nó cũng cạnh tranh dinh dưỡng cây của mình. Cây này hai bông chắc lội, phải không? Hai bông đủ xài luôn đó, ba bông luôn nè. Ừ. Gì được rồi nè, đúng không? Ừ. Mới nghĩ ra thêm là nuôi lên ra. Nuôi lên nữa. Ồ, nó cứ lợi hại lắm nha, nó trong nó ra nữa đó, bắn ra mà bắn đường bông ra. Ừ. Chuẩn bị xịt ngựa xe đen nữa rồi nè. Có 5 bữa nữa, vào 4 5 bữa nữa xịt được. Xịt cử siêu bò với nuôi cái mít non. Có bông đợi giai đoạn này là nuôi mít non xịt rồi đó. Nuôi mít nhỏ xịt tới luôn. Đặng cho nó siêu bò với nuôi mít nhỏ nha. Ừ. Chay siêu bò với nuôi mít nhỏ xịt tới luôn với sâu. Là gai hoài cho em. Đặng cho nó mập cái bông lên đó. Được một bông nè. Nè phải bông không? Đó muốn đi phướng rồi đó. Muốn đi phướng rồi đó. Ừ. Được rồi, cây này nói chung là cỡ khoảng từ 3 đến 4 bông, 3 đến 4 bông có cây 5 6 bông. Được, tạm được. Ngon, im. Cái này cái tờ ra đẹp mắt này chứ bộ. Cái tờ nè. Mà ra vậy thôi chứ ra mịt mù. Dàn lá này chặn cái nữa đi cho yên tâm mình đi. Ừ. Ăn ngủ cho ngon chứ. Ừ. Ăn ngủ cho nó ngon. Mày ơi. Dạ, mà vụ này mắc dữ lắm luôn. Vụ này không phải khơ khơ đâu. Đấy đâu. Bắn ra nữa. Trong thẳng ra nữa. Ra là gai hoài. Giai đoạn này giai đoạn này nuôi búp bông lên. Này chắc lội thấy không? Luôn. Mình tỉa cho non rồi mình cắt cái nhện chế luôn ha. Ừ. Bỏ nhện chế luôn. Ừ. Lụm luôn. Thác này năm nay lõm. Trời mùa này mà. Mùa này là có bông là lụm hết cho em. Ngon lạnh. Này gãi phân lên, xịt ém đọt lại, xịt dưỡng bông lại là ok. Được rồi. Bông rồi đi lại bỏ bớt đi chứ cây nảy ra dữ rồi. Cây này còn quên trái nè. Bông cây này nó dài gì đâu. Bỏ đi, không? Bỏ luôn. Nó phải từ tấn cái đổ lại hả? Nè, này bỏ luôn nè. Thôi được rồi. Cây này để một chục trái mà bỏ dữ à? Nè bỏ ba nhanh chơi luôn nè. Ừ, rồi. Cây này nữa để bốn trái.
Gì? Hồi nãy nghe nói 10 trái mà. Chứ bông quá trời bông luôn mà nói gì vậy? Ừ. Bông nhóc chứ. Chồng mít là bây giờ làm bông được rồi nè. Ờ. Chồng mít là năm nay giàu rồi. Không chịu. Trời. Hey, bao. Lấy cái bao lại. Đây nè. Ê, tét nhánh bỏ đi, chiều lấy đồ ở cắt. Trời thấy nó ngứa tài, trời cho mít trái tim. Ừ. Hình trái tim nha. Ừ. Tim này sao bên đây ngắn rồi ta? Tim chắc bị tim thòng à. Tim bên đây tim thòng. Tim thòng. Tim thòng. Đọt đi à, nghe đại ca. Ô. Trời ơi. Dần đọt đi rồi. Thấy không? Dần đọt đi. Dần đọt đi, bông nó sẽ có hiện tượng muốn đi bông phướng. Bởi vì quý con nông dân mình để ý giùm cho Nam, anh Đông ơi. Còn thuốc ở nhà không quan sát kỹ. Anh phải xịt trước nó chứ. Chặn nó lại. Trời ơi. Chết rồi lão Đông ơi. Canh nắng lên xịt chặn đọt nó cử nha. Cái này không sao đâu. Không sao đâu. Còn kịp chặn đọt quyết liệt luôn. Giai đoạn này bắt đầu anh chặn miết cho em luôn đi. Không có đâu. Đây chút rồi đi, tính. Cái này là ga đọt hơi nhiều rồi nè nha. Ga đọt hơi nhiều rồi nè nha. Ha. À. Anh không kiểm tra hổm gài. Hổm gài có đi vừa không ạ? Còn kịp đó. Này còn kịp nè ha, không xịt chặn đọt lại là đi luôn đó nha anh. Anh gì ơi, anh Đông ơi, chặn đọt lại quyết liệt. Khi đọt nó không đi thì ngon, mà đọt đi rồi thì thua. Ở đây bây giờ còn bộ thứ ba.